khu dân cư 2B, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đến dự và chung vui với bà con. Ngày hội đại đoàn kết của khu dân cư 2B diễn ra trong không khí tưng bừng phấn khởi, bao gồm hai tổ dân phố với 204 hộ dân. Trong năm qua, người dân khu dân cư 2B luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với chương trình thành phố 4An. Đến nay, khu dân cư 2B không còn hộ nghèo, 100% tổ dân phố và 98% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Trong năm 2020, bà con khu dân cư 2B cũng tập trung xây dựng khu dân cư thân thiện môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt nghiêm túc thực hiện cũng như tham gia vào các hoạt động phòng chống, góp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19. Khu dân cư 2B đã làm được nhiều việc. Thứ nhất là phát động phong trào nhân dân tổng dọn vệ sinh xanh sạch đẹp, tổ chức các đường phố như đường Hải Triều, đường Sơn Thủy Bóng, tạo cái điều kiện an sinh xã hội cao. Thì hôm nay là nhân dân chi bộ 2B rất là háo hức đến tham dự cái phong trào này. Thì riêng cá nhân gia đình chúng tôi thì rất thực hiện tốt chủ trương chính sách và pháp luật của nhà nước. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết của khu dân cư 2B, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chúc mừng những kết quả nổi bật mà người dân khu dân cư 2B đã đạt được, thể hiện sự đồng thuận, gắn bó, thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, nâng cao đời sống của người dân. Đồng thời đề nghị người dân khu dân cư 2B tiếp tục phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chương trình thành phố 4An, tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Dịp này, khu dân cư 2B đã phát động phong trào thi đua năm 2021, đồng thời khen thưởng các gia đình có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động.